ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការលាយថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិតឲ្យមន់នៅទីរបស់យើងបងប្អូនមន់ទីរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវការទម្លាក់សត្វល្អិតជាប្រចាំមកចឹងឯងទម្លាក់មួយខែម្ដងឬក៏ពីរខែម្ដងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំហ្មងខ្ញុំទម្លាក់មួយខែម្ដងហើយនេះបងប្អូនថ្នាំដែលខ្ញុំចំណាំប្រើគឺថ្នាំមួយនេះថ្នាំមួយនេះមកកញ្ចប់វាអាច ប្រើបានបើសិតមន់សាទីរបស់យើងគឺអាចប្រើបានអឺ 50 គីឡូបងប្អូននេះសេចក្តីពន្យល់វានៅក្នុងនេះហើយសិតទៅជាអសូវៀតណាមហើយខ្ញុំអត់ចេះវៀតណាមទេបងប្អូនប៉ុន្តែសម័យឥឡូវស្រួលទេបើសិនជាយើងនេះចឹងយើងគ្រាន់តែប្រើ Google Translator យើងប្រើ Scan ទៅវាអាចពន្យល់វាយើងអាចមើលបានប៉ុន្តែដែលវារៀងច្បាស់លាស់ជាងគឺយើងប្រើ Google Translator វាបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសច្រឡំ ភាសាខ្មែរវាប្រែទៅដូចអត់សូវយល់វាដូចឆ្គង Google Translate បើសិនជាយើងប្រើវាទៅភាសាអង់គ្លេសវាភាសាជាប៉ុន្តែបងប្អូនភាច្រើនគឺគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែក្នុងនេះមានអីពិបាកទេបងប្អូនយើងអានតែអ្វីដែលយើងចង់ដឹងបានហើយយើងមិនបាច់ចាំតើអានលម្អិតអីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺចំពោះមន់ទានេះគឺយើងអាចប្រើ 1 ក្រាម សម្រាប់ 5 គីឡូបងប្អូន5 គីឡូទៀតដូចមន់នេះវាអាចថាកន្លះគីឡូជាងអីចឹងទៅវាអាចគិតតាមនឹងទៅវាមិនបាច់ចាំជាក់លាក់ទេក៏ទៅបានដែរបងប្អូនបើយើងជាក់លាក់ល្អប៉ុន្តែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅមន់ទី 25 តាមនឹងទៅថាអូទីហោថាប៉ុណ្្នឹងយើងគិតថា 50 គីឡូចុះតែវាមិនណាបងប្អូនអានេះវាអាចចូលដល់ចុង 100 គីឡូឯងហើយមន់ទីទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវានេះទេខ្ញុំប្រើតែមួយកញ្ចប់នឹងតែម្ដងដោយសារខ្ញុំប្រើមួយខែម្ដងបងប្អូនហើយជាធម្មតាគឺខ្ញុំប្រើចឹងឯងខ្ញុំប្រើនៅក្នុងខែដើមខែថ្ងៃទី 1 រៀងរាល់ដើមខែនេះគឺខ្ញុំប្រើចឹងហើយអត់ច្រឡំទេដល់ពេលរៀងរាល់ថ្ងៃទី 1 នេះខ្ញុំប្រ
bây giờ tính đóng ai trong một quần pram mấy chân đơn chứ một quần này thì nam mình cho nam pram chẳng là biết nó ca lý em này ba tới phòng bồn bông bồn ai mình được biết tí nó ca lý thì mỗi bông bồn ai pra viên là không tức bà này dừng lý nó không tức tới hay đại việc phát tử dùm mơ thả trung nam mình tia bà man mòn bà man dừng ai đã lý và nay ca lý không tức bông bồn của ta lý ở viên là môn mà vi ai phát ổn tơ bàn hình thì cô chân này cái đứa kia đại bông bồn này chân này ngày nay nhưng mà lý bà lại thế kì là môn ta vi si ổn bà này ngày lý nó không tức của bạn thích trong tha được nhóm cho một con mơ khởi nhé nhằm đạo tức bình bình thuốc chân viết đơn tập phật mà nó thì sử dụng thông mà cứ viết phật mà nó hãy đọc về chân nam đại dương miền lý cư dương trâu màu tích chân bà xin viết phật ở tế chân viết rất là khá rồi bà xin dương lý kì kì chọp ấy nó với ai thà tôi được chân nhóm sử dụng chất thần lý nó không chân nấy bùa chân nấy đơn tập viết xí ổn một ổn nó xoay chân nhóm mình lý nông chân này hơi lê ở mọt ở việt sọp là o chứ hai bữa chiếc bông bồn tích đa tha ở chỗ bố thứ năm tùm lẽ xa lợi lý cứ dương pra xâm rạp món tì ở bò dưỡng chạp kìa dụ mặc hai tử bờ xa này kào mặc hai vì ai nâng phát phòm vì ai nâng tờ chì on món on tì ở dân lực hơi mùi tiết cứ dương pra nô pê đè món tì ở bò dưỡng sọc ở phép là o bông bồn nô pê đè món tì ở bò dưỡng cập bông tài chứ cô dương mình trơ pra vì đài chẳng hạn bông bông của tập trào viên là về được việc sau cuộc việc đó món tia dụ chạp phim mặc hai lá hơi pra nó nói cái ai theo dân trào pi khai mà đón của bạn đã bởi sự dân lưu bỏ dân chuyện lẹ lỗ và này được xa tài nhóm nhưng lì mình bàn trầm trời chuyện lẹ tế được hai bông bông chẳng món tia bỏ nhóm chán và này nhóm lì tầm một cái chóp chẳng nhóm lì riêng ro mặc hai mà đồn mặc hai nhóm tư mà đồn chẳng nhóm lì rồi hơi chăm mơ và hai mặc chúng một bọn nhóm ban lý nâng đạn chân này vì rồi hãy hãy chân khuyên được việc ngặt chân muốn hai chú bọn phụ này sẽ đạp lưu chiên muốn phê đại đại chân này phụ muốn phê đại đại chân này đến cư là bây giờ thằng món tiên về sài khăn phê chân của bạn sẽ đạp của bạn lưu chứ nhóm xung phải chân bọn phụ lăng vinh thà ca phát đo năm tùm lệ sạch lợn ý cứ việc xung khánh của đưa xa tại
vì ai tha chui ơi mon tia bỏ dưới nước lụt lo lo chỉ muốn ta xa phục vụ sản lợn được nông ruộng bên cài bỏ viên ấy cứ vì ngọt chẳng ai tha xa thịt châm xem đài mon tia bỏ dưới từ tu bán cứ vì từ tu bán cục cồn bờ sân này dương ọt ni tế bờ sân này dương ọt tùm lệ sản lợn tế vì ai tha phù mon tia bỏ dưới nước vì cần vì ấy chúng ta đôi tầm mình dương đá không mới tiết dương đai chỉ nhẹ dục về tập bồi phục của dương tục chất đai bồng bồn đầu tiên họ tập bồng bồn xả sao mày mất thà dương dục mòn tia bỏ dương tập về và tỏ máu nó không luôn bỏ viên nó không phổ viên phụ ấy bỏ viên nó sát tai chỉ phổ phụ sạt là ật prun phổ phụ ấy nè chẳng thà ta dương mèo rom mày đá nó phải đài dương thưa rồi dương nhầm chỗ này nhé chẳng ấy dương mình cu chẳng ấy mình là bồng bồn chẳng bồng bồn cu ta tụm lẹ về tới chẳng tới về lộ ai thà lo tiền dương nẹp bồi phốp hay có việc lo xâm rạp sọc thịp mòn tia bỏ dương này cho nên vì chỉ rừng lo mùi hết chợ bông bôn tha mặc cho bỏ viên đến cứ đọc đọc krám trên dương ai prá xâm rạp mòn tia bỏ dương hà sắp cổ lô hơi đất xa tài nhung bộ bạc nâng xâm an thả viên bộ mạng cổ lô chơi lẽ chẳng ấy riêng rõ mặc hai mà đón cứ nhung đặt tại vì ta mặc cái chọp thì nếu được bông bông khơi mòn thì bỏ nhóm kỳ tràn bài bình nít cho nhóm đặt mặc cái chọp tới bàn xe màn thấp bình nó bông bông nó khá nó thịt bàn tay đưa nó tui tui nít vừa toàn cục mặc hai thì cho nhóm ọt lì thì nhóm đặt được lại xe bà này dừng lì cho nấy bì được lại xe ủa anh ấy vừa toàn cục mặc hai thì vừa đặt ai thì nếu được bông bông khơi chứ hơi bị chiếc bông bông tha nó bê để dừng đặt cái dương đạn xâm rạp tại mòn tìa những viên sọc phim lộ thì tầm vừa thà vì chư hới dương đạn này tiết chân vì ai bạc bò đò vì cứ ai chư ngọp mồm và sau này viên của phong là chư hơi dương đạn này thái lắm của anh ấy vì ai thua rồi mòn tìa bỏ dưới riêng con tịch bởi xa tại vì miền chiếc bồn mà dùm luôn là thua rồi sát tục nông rưu bình cài bộ viên em bồn chân vì ai chân bạc bò đò mòn tìa bỏ dưới đạn và sau này dương đạn vì của phong là chư dương đạn vì đôi khi tôi nên vạ sang đai bông bồn vạ sang tôi đôi khi đá ta mòn tia của bông ta mình sâu sâu cái phim lo hết nhưng prà vạ sang tiết và chọp chỉ vật bỏ việt mò chẳng ấy nhưng cua ta prà viết nó về đài mòn tia bỏ chân nó cứ sâu cái phim lo hay về để dùng prà nhưng cua ta prà chỉ phải chăm tới mặc hai mặc đón bông bồn mòn tia bông bồn tịch túi bông bồn prà ta mặc cái chọp mặc hai hay tình ta đọp cái chọp mới dùng prà mà chín năm mà giờ mình này bài đọc và chọc máu trong một mơn tới bồn bồn chẳng ấy nơi này đọc và chọc mình một mơn tới bồn bồn trở lòng của đứa xa mà chọc về pi quan này nè chẳng ấy đọc và chọc ấy vì ai thật pi mơn này chứ nè chẳng ai thật tình một bà mà chứ nắm chứ ngó ta buôn đọc và chọc hay bị chết đôi bồn bồn đằng ấy thà bởi vì cao mà khái dù ai bà thì chẳng dù ai bạch thật chết chết bà thì bù vì ai dụng phần lớn thì dân phá với ai mòn tiền bởi những ai chuyên ngọt hay bông bồn châm mòn tiền lê cho mùi tiền cơ ba chứ vì châm mòn cho mấy lê để nhóm bật chạy vì vì tổ môn môn cho cơ ba mình tên hay mơ bông bồn nít nà đai mê mòn á bông bồn mơ hay bởi thà tiền phóng mà chương khi cho ngọt à tội tội thì mê mê á mê mòn chứ nó về được việc cao côn được có việc và đá côn ở xin chân này chứ ta tia côn tia ta có bái việc đạm một trường mó hời được như chứ một buồn mở việc chắc làm sao mà nhưng mà bàn này chắc lần như lần cho ngọt hả on rồi chẳng vì tôi nó cứ bắn nâng một bốn sẽ không ta ai chui chứ cũng nất đo bông bốn khóa phụ trán chỉ đẹp lý cho nên vì tôi cao